trường xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kiếp đời. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúng chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cho
sao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi. Lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Năm được bắt đầu từ mùa xuân và đời người thì được bắt đầu từ tuổi trẻ. Nếu mùa xuân đem lại sự phồn thịnh cho vạn vật trên trái đất thì tuổi trẻ sẽ đem đến cho chúng ta sức khỏe, hạnh phúc, tình yêu, hôn nhân và nửa đôi. Và đôi bạn trẻ của chúng ta cũng nằm trong quy luật đó. Rất vui mừng cho trung tâm tổ chức sự kiện Thanh Hương đã nhận được lời mời từ phía gia đình trở về đây đem lời ca tiếng hát để mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ cũng như gia đình. Làm sống lại một hôn quê, tôi biết ta em bay thơ.
rằm là em. Duy Thanh.
Thanh xin gửi tới toàn thể quý vị bạn một ca khúc dành tặng cho đôi bạn trẻ với tựa đề Lại Nhớ Người Yêu. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe và thưởng thức. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đong đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, có bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, rằng em hiển nhiên chiếm ngự hồn anh. Em ơi ngồi đây thương bóng thương hình, ngồi đây tơ tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh. Em ơi ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm, hay là trăng rọi sáng đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Vì sao anh nhớ em thế này, trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, góp bốn phương trời xây thành lũy. Trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em hiển nhiên chiếm ngự hồn anh. Em ơi ngồi đây thương bóng thương hình, ngồi đây tơ tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh. Em ơi ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm, hay là trăng rọi sáng đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một nắng cúc vàng tươi, hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa trên tình hai chúng ta. Hoàng hậu đẹp hơn ánh sáng, tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá giỏi vườn tiền, loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa chỉ một nhanh chính đứng thôi. Rất dài và sống xa là những trái tim yêu thương, là trái tim thương. Anh và bộ hành quân pháo đánh dài chỉ gì hồi hồi đêm suốt đêm chưa nghe tiếng pháo pha, vui sao trong mắt em trong những đêm không ngủ, sao anh em vẫn ở cho anh sao bay mà vì và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ thời gian chăm cách chờ đốt cháy người tình yêu bao hôm đêm đôi cao lá bao đầu giặc đi làm dưới hầm sâu em vẫn là chiến sĩ cay trên cuối vực đầu cuộc đời xanh tươi trẻ ngày đêm ta bên nhau đêm ngày chiến đấu ngày đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu đêm ngày trong chiến đấu với em sống bằng đêm nhau. Ơi tây ca nắng tình
cỏ lúc nào anh dần em không? Chỉ có lúc nào em dần anh không? Để thương xuống cả ngày em dần. Khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, dần chẳng còn mà thương rộng dài thêm.
quan họ hát mừng ngày hội đêm. Ngần ngỡ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất ngây trường. Xin mời kính mời quý vị cùng theo chân em và trở về với xứ hướng mộng mơ. Trên cho phép tôi được phát biểu trước khi cá nhân tôi được xin trân trọng cảm ơn sự mến yêu của các cụ, ông, các bà đã ủy quyền lại cho tôi được đáp lời, đáp từ với hội hôn. Bản thân xin được kính chúc toàn thể hội hôn, các cụ, ông, các bà, các cô, dì, chú, bác một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Xin được chân thành cảm ơn. Kính thưa hai cụ Xuân Thịnh, kính thưa ông bà Hùng Nhung, hôm nay các cụ, các bà trong làng, ngoài xã cùng anh em chúng tôi nhận lời mời của hai cụ cùng hai ông bà Hùng Nhung đến để dự chung vui ngày hạnh phúc cho con gái. Được sự ủy quyền của các cụ, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của gia đình, sự chăm lo đầy đủ, các đón chào từ ngoài cổng đến vào trong nhà. Cũng như hiện nay đại diện của các cụ đã có lời có mâm cơm cúng tổ tiên, sau nữa là mời các cụ, các bà ra chén uống rượu để mừng hạnh phúc cho các con của ông bà Nhung Hùng. Thay mặt được các cụ ủy quyền, chúng tôi được một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự chăm lo và sự đón tiếp của gia đình. Và một lần nữa được xin kính chúc các cụ, các bà toàn thể hôn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Chúc hạnh phúc của các cháu. Dạ vâng, quý vị và các bạn vừa được lắng nghe những lời phát biểu cũng như cảm ơn từ đại diện phía gia đình cũng như đáp từ. Một lần nữa thì thay mặt cho gia đình cũng như đỡ lời cho cô dâu, xin trân trọng và trân trọng cảm ơn tới tình cảm của toàn thể các vị quan khách xa gần đã đến chung vui trong bữa tiệc tuổi sáng hôm nay. Một lần nữa thì thay mặt cho gia đình đỡ lời cho cô dâu, xin trân trọng cảm ơn và chúc quý vị và các bạn có một bữa tiệc thật là ngon miệng trong buổi sáng hôm nay.
tâm nghe sóng vụn từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biển giới như tình em với anh hơn cả những vì sao đêm. Chẳng nhiều lên cao trong đám trên đầu núi, mình sáng xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà có trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả bầu trời mơ. Không gian im nghe vì tôi tìm dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cá trắng sông hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Không say máy ai thèm uống làm chi, uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay anh em nhiều một hai ba điều thật đều, này bạn ơi xin chúc tình thân ái ta bền lâu. Uống rượu không say các anh đừng uống làm chi, uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay ta vui nhiều một hai ba điều thật đều, còn gì hơn ta nữa, mình cùng can ly bạn ơi. Không say không về, nhất định không say đừng về. Không say là không về, uống mà không say là đừng về. Một đời ai chẳng say, bạn bè vui đó đây. Có anh và tôi với bao bạn thân, uống cho cạn nhé, vui tròn đêm nay. Hãy cùng nâng ly chúc cho hạnh phúc ngày mai, cùng nâng ly chúc cho đời vẫn còn say. Đêm nay anh em nhiều một hai ba dâu thật đều, đường về không xa lắm còn sợ gì mà không say. Không say máy ai thèm uống làm chi, uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay anh em nhiều một hai ba dâu thật đều, này bạn ơi xin chúc tình thân ái ta bền lâu. Uống rượu không say các anh đừng uống làm chi, uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay ta vui nhiều một hai ba dâu thật đều, còn gì hơn ta nữa, mình cùng can ly bạn ơi. Không say không về, nhất định không say đừng về. Không say là không về, uống mà không say là đừng về. Một đời ai chẳng say, bạn bè vui đó đây. Có anh và tôi với bao bạn thân, uống cho cạn nhé, vui tròn đêm nay. Hãy cùng nâng ly chúc cho hạnh phúc ngày mai, nâng ly chúc cho đời vẫn còn say. Đêm nay anh em
đường về không xa lắm, còn sợ gì mà không say. Đêm nay anh em nhiều một hai ba yêu thật đều, đường về không xa lắm, còn sợ gì mà không. Mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghe
tình yêu mãi mặn mà. Dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa,
nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Liên hoan nồng nhiệt chào đón quý cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể các vị quan khách đang có mặt tại hôn trường cưới của cô dâu Phương Thảo tại tư gia của gia đình ông bà Hùng Nhung trong buổi sáng hôm nay. Lời nói đầu tiên thì Duy Thanh thay mặt cho những người làm chương trình xin gửi tới toàn thể các vị khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, nhận được lời mời cho buổi liên hoan văn nghệ mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ hôm nay, những người làm chương trình của chúng tôi rất là vui mỗi khi được trở về đây đem lời ca tiếng hát để chúc phúc cho gia đình cũng như đôi bạn trẻ. Vậy xin mời toàn thể quý vị và các bạn hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón những người làm chương trình của chúng tôi ạ. Dạ vâng, xin chào, cảm ơn quý vị và các bạn thân mến. Và để mở đầu cho buổi liên hoan văn nghệ mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ hôm nay, rất vui mừng cho trung tâm tổ chức sự kiện Thanh Hương đã được trở về đây đem lời ca tiếng hát để chúc phúc cho gia đình. Vậy để đến với các khúc đầu tiên thì xin mời toàn thể quý vị và các bạn đến với một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh có tựa đề Khách đến chơi nhà. Các khúc này thì cho phép nữ ca sĩ Khánh Huyền cùng Duy Thanh sẽ hát tặng toàn thể quý vị và các bạn các khúc này. Vậy xin mời toàn thể quý vị và các bạn hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để... Khách đến chơi nhà, dọc đời hát sao trên cha mẹ nhau, dọc đời hát sao trên cha mẹ nhau. Đời anh xây một miền trường dù rằng vẫn biến qua cầu số bay. Xa em đừng làm hay, xa em đừng lệ lạ. Chẳng mấy khi khách quý đến chơi nhà, bếp than quạt nước pha trà em mời người xơi. Trà này quý lắm người ơi, mỗi người xơi mỗi chén cho họ nhà gái trông em vui lòng. Quý vị và các bạn đang được thưởng thức một sáng tác có tựa đề Khách đến chơi nhà. Khách đến chơi nhà,
đời, hát xót trên cha mẹ nhau, giống đời, hát xót trên cha mẹ nhau. Cháu tôi xin gửi tới toàn thể hôn bài hát Vui trong ngày cưới. Người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng.
vòng tay nhân thời dây chuyển hàng cô dâu xinh xắn lên hoàng. Người yêu ba lăng ước mong để yên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang trên con đường làng đồ chàng trang. Gió nhẹ mang theo đường bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú sẽ thật là hiền. Chào vòng tay nhân cười dây chuyền vàng cô dâu xinh xắn bên nhà. Chào vòng tay nhân cười dây chuyền vàng cô dâu xinh xắn bên nhà. Kính thưa quý vị và các bạn, đã từ lâu âm nhạc là một món ăn tinh thần nó không thể thiếu được trong mỗi con người chúng ta. Đặc biệt là những người yêu nhạc, khi nghe nhạc thì chúng ta thấy thư giãn, thoải mái hơn và tình cảm xích lại gần nhau hơn. Và hiểu được điều đó thì hôm nay gia đình ông bà Hùng Nhung đã mời những nghệ sĩ keyboard cũng như saxophone nổi tiếng từ thủ đô Hà Nội trở về đây để thổi những bản hòa tấu để dành tặng cho quý vị và các bạn trong buổi sáng hôm nay. Và để thay đổi không khí một chút thì ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị và các bạn đến với keyboard Tuấn Điệp và saxophone Minh Hiệu để thưởng thức một bản nhạc có tựa đề Chờ Đông. Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe và thưởng thức bản nhạc này. Thank you.
Trước hết là cúng gia tiên, sau nữa là liên hoan để mừng hạnh phúc trăm năm cho các cháu. Thế lại được sự các cụ, ông, các cụ bà, các ông, các bà, các vị quý khách của gia đình của anh nhà chúng tôi đã dành một cái tình cảm đặc biệt đến đây để chung vui và trông nom giúp đỡ công việc. Nay công việc đã hoàn tất, chúng tôi xin được kính dâng lên có lời trên các cụ ông, các cụ bà, các ông, các bà, các bác ra chén để xơi rượu mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Và cuối cùng tôi xin ngừng lời đại diện thay mặt cho anh trai chúng tôi, xin có lời cảm ơn các cụ ông, các cụ bà, các ông, các bà, các bác. Và xin có một lời chúc gửi tới trên các cụ ông, các cụ bà, các ông, các bà, các bác một lời chào sức khỏe, một gửi tới gia đình một an lành hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Xin kính thưa các cụ ông, các cụ bà, tôi được ủy nhiệm của hội hôn lên để đáp lời vị đại diện gia đình. Xin kính thưa các cụ ông, các cụ bà, các ông, các bà, các gia đình thông gia, các vị khách quý, bà con lối xóm, bạn bè thân hữu của gia đình, ngày hôm nay được ngày tốt, hai cụ và ông bà Hùng Nhung có cháu gái cho đi ở riêng, gia đình có sửa cái lễ để cúng trời đất và kính báo tổ tiên. Được sự nhiệt tình
của các cụ, các ông, các bà, các vị quý khách, bà con lối xóm, bạn bè thân hữu đến chơi mừng cho gia đình và giúp đỡ công việc gia đình. Về phần nghi lễ đã hoàn tất, vậy kính mời các cụ, các ông, các bà ra chén xơi rượu để mừng ngày vui của gia đình, mừng hạnh phúc của hai cháu. Cuối lời...
cũng hòa mình. Trên con đường nắng đổ chán chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân, bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang,
gió miên man theo từng bước chân nào. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng. Cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sạc pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Hồi kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nào. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng. Cô dâu xinh xắn bên họ hàng, trao bông tai, nhẫn cưới, dây. Xin mời hai bạn đứng ra. Đang hiện diện trên lúc sân khấu lúc này là đôi trai tài gái sắc đẹp nhất, lộng lẫy nhất trong buổi hôm nay. Và cho phép những người làm chương trình của chúng tôi xin trân trọng đặt kính mời lên sân khấu một vị đại diện của họ nhà trai và họ nhà gái về lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị và các bạn. Xin trân trọng kính mời. Quý vị và các bạn thân mến, đang hiện diện trên sân khấu lúc này là những nhân vật quan trọng nhất trong ngày cưới hôm nay. Xin ra mắt và kính chào toàn thể quan viên hay họ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh chị, xin chào vâng. Xin chào anh của ông, của bà, cùng tổng thống, tất cả những thân nhân trong vô kiểu. Hôm nay là ngày vui và đẹp nhất của hai cháu Đạt. Nhờ phúc âm của gia đình nên họ nhận gái và luôn cháu Thảo lớn lên và cũng như thể là luôn cháu Đạt lớn lên của ông bà bảo vệ. Thì tôi là bác của cháu thì đại diện sang họ nhà trai thì có lời cái thứ nhất là kính chúc gia đình mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng và rất trân trọng. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, sinh con ai cũng muốn con trưởng thành và đến ngày nay như vậy là có yêu nhau sang trên cửa xây nhà cho thầy mẹ biết để đốt ha hẹn ngày. Thế đến hôm nay đến hẹn lại lên chúng tôi được phép sang để xin cháu về làm dâu con của họ và gia đình chúng tôi không biết làm gì được hết. Trước khi dừng lời tôi kính chúc các cụ các ông các bà mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng, có một lời chào sức khỏe nhất. Trân trọng xin cảm ơn. Nói về ngày vui thì không có cái gì để tả những cái ngày vui, vui và phấn khởi. Thế nhưng tôi có một cái điều hôm nay tôi rất là lo. Có biết tôi lo gì không ạ? Lo thứ nhất là cháu nó còn ít tuổi quá. Thế vậy cho nên chúng tôi xin tha thiết đề nghị các cụ bên họ nhà trai thương con ngoan của
cháu các còn ít tuổi, nói về học hành, nói về các cháu thì rất là ngoan, rất là vâng lời cha mẹ, ông bà, không có một cái điều gì để phân ý cho gia đình. Vậy chúng tôi rất là mừng, nhưng mà vẫn là bị lo làm sao thì các cháu làm sao hạnh phúc cho trăm năm. Thế nhưng cái lo này, chúng tôi sẽ giải trình cái lo của tôi sẽ có lời. Vì xin lỗi các cụ, các ông, các bà bên Thạch không tha lạ gì chúng tôi. Tôi là một cây cười, một cây nghệ thuật, cây ảo thuật. Thế tại sao hôm nay các ông lại không làm ảo thuật cho các cháu? Tôi xin có một lời chúc thế này. Trước hết, cho phép tôi xin được gửi lời kính chúc trên các cụ hai họ có một sức khỏe để mình hưởng một cái thương thọ, và chúc các ông bà trẻ có dồi dào sức khỏe để gần lại nhau hơn, để dìu dắt nhau đến cái mốc cột mốc cuối cùng của cuộc đời. Và cuối cùng chúc các cháu thành niên hạnh phúc trăm năm. Và tôi xin giải trình cái lo của tôi hôm nay. Tôi vừa mới xin được một cái thẻ. Thẻ này là cái thẻ, một cái dây lồng sẽ buộc níu lại hai gia đình, vun đắp hạnh phúc cho các cháu. Buộc như thế nào, như mọi hình thức ra làm sao, chúng tôi mời hai thanh niên như đây giúp chúng tôi buộc một cái sợi dây hạnh phúc cho các bạn của các cháu. Xin mời cháu nhà gái. Xin mời một bên nhà gái. Cho tôi xin một bên nhà gái. Nhìn lên đây, vì hôm nay tôi được giao cái trọng trách đại diện cho nhà gái, đông các bạn không được xem nghệ thuật, như hôm nay tôi sẽ mang một chút nghệ thuật để kỷ niệm cho hai họ, cho hai bạn của các cháu nhé. Đây là một sợi dây, không phải dây bình thường. Xin mời cháu. Sợi thứ hai màu đỏ. Xin mời cháu. Các cháu đề nghị giúp chúng tôi làm theo ý của chúng tôi nhé. Các cụ, các bác để ý lên đây nhé. Quý vị và bạn đang được chứng kiến màn ảo thuật mà ông bầy đại diện cho họ nhà gái sẽ làm tặng quan viên họ hôm nay. Nào hai bạn cùng chặt chưa? Trời ơi, sao là lũ chú thế? Chặt chưa? Bay vào. Ôi thanh niên điếu bảng ơi. Ý tôi muốn nói, cái dây tím này là hạnh phúc của hai cháu. Cái dây đỏ này là của bên gia đình nhà trai. Cái dây vàng này của bên nhà gái. Thế mới buộc như thế nào để cho chúng tôi yên tâm? Chúng tôi xin trả lời các cụ sau đây, xin được bắt đầu. Đón cháu về, chúng tôi thay mặt cho nhà gái xin một lần nữa chân thành cảm ơn. Và tất cả các cụ nhìn cái dây này, tin chắc rằng cuộc hôn nhân của các cháu sẽ đến cái phút cuối cùng của cuộc đời. Một lần nữa xin chúc hạnh phúc các cháu trăm năm. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn vừa được chứng kiến những màn ảo thuật với những lời biểu của hai họ. Vậy con xin trân trọng kính mời hai bác sẽ bắt tay với nhau một cái ôm thật chặt để tỏ tình thông gia từ đây ạ. Và trước sự chứng kiến của toàn thể quan viên họ, hãy đổ một tràng bàn tay thật lớn để chúc mừng cho tình thông gia ngày càng bền chặt. Xin trân trọng cảm ơn. Và xin mời đôi bạn trẻ sẽ theo chân hai cụ vào trong nhà để tỏ tình chặt điện. Xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay.
Mười ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên ru ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng tơ êm đềm, ngón tay vẽ tình yêu đời. Ôi ngón nào xinh xinh, ai vừa đeo nhẫn kia, đàn chim nào nghiêng cánh bay chúc cho tình chúng ta. Từng ngón tay đàn vào ngón tay, những ngón tay yêu thương không rời xa, những ngón tay dệt giấc mơ cho đời, ngón tay vẽ trời tươi. Mười ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên ru ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng tơ êm đềm, ngón tay vẽ tình yêu. Xinh xinh, ai ai vừa đeo nhẫn kia, sẽ kết tình đôi lứa thắm tô mùa xuân ấm nồng. Đời ta giờ đây như bài ca, rộn ràng ngàn lời tình yêu nồng say. Đàn chim nào nghiêng cánh bay chúc cho tình. Từng ngón tay đan vào ngón tay, những ngón tay yêu thương không rời xa, những ngón tay dệt giấc mơ cho đời, ngón tay vẽ trời tươi hơn. Mong mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mong
được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Sâu, đi bên anh thật vui sao? Những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu. Quý vị khách quý thân mến, theo như quan sát của ban tổ chức chúng tôi thì đoàn tàu hạnh phúc của chú rể Quang Đạt Sánh Thương cùng cô dâu Phương Thảo đang tiến dần đến với Tư Gia Họ Nhà Trai. Vậy xin được kính chuyển lời mời đến toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, các cụ công các bà, cô dì chú bác cùng toàn thể các bạn trẻ, nam thanh niên, nữ tú. Chúng ta hãy cùng nhanh chóng di chuyển ở phía bên trong hội trường. Và xin mời toàn thể các cụ công các bà chúng ta nhanh chóng di chuyển ở phía bên trong hội trường Tư Gia Họ Nhà Trai để hôn lễ của chú rể Quang Đạt và cô dâu Phương Thảo sẽ được diễn ra trong một ít phút nữa. Trân trọng thông báo và kính mừng. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ thì dâu mới đã về, cô dâu chú rể cập kề bước vô, mừng vui trong tiếng hoan hô đón chào hai họ cùng cô dâu hiền. Kính thưa toàn thể các cụ công các bà, cô dì chú bác cùng toàn thể các bạn trẻ thanh niên, đoàn tàu hạnh phúc của chú rể Quang Đạt Sánh Thương cùng cô dâu Phương Thảo đã cập bến đến với Tư Gia Họ Nhà Trai. Thay mặt cho ban tổ chức kính chuyển lời mời đến toàn thể các quý vị khách quý, chúng ta cùng hiện diện tại những bàn tiệc, những hàng ghế danh dự bên phía trong môn trường tiệc cưới. Xin mời toàn thể các cụ công các bà cùng cô dâu và chú rể chúng ta nhanh chóng di chuyển ở phía bên trong Tư Gia Họ Nhà Trai để cùng xơi trầu, xơi thuốc, xơi bánh kẹo và sẽ cùng tham dự hôn lễ của chú rể Quang Đạt Sánh Duyên cùng cô dâu Phương Thảo ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ thì Tùng Phúc đã về với chúng ta để gây lầy lộc đêm hoa trái, hạnh phúc trăm năm đã an bài, ngày vui hơn lễ rộn đêm đài, lại thêm người dẫn tiếng lai dài, hát phòng trật kín. Quý vị chính là những tình cảm nồng ấm hoàn toàn để quý vị đã dành tặng cho đại gia đình, cũng như là để chúc phúc dành cho cô dâu và chú rể nên duyên chung.
tôi được sang đây đại diện cho họ nhà gái. Thế và cũng xin thưa với các cụ bên nhà trai thế này. Hôm nay thành phần chúng tôi xin được giới thiệu thành phần đưa cháu về nhà chồng hôm nay có các cụ nội đồng trong gia đình và có bà ngoại của cháu hôm nay cũng sang đây đưa cháu về nhà chồng, và đặc biệt có cả bố mẹ cháu. Ngày xưa thì cha đưa mẹ đón, như hôm nay đặc biệt các cụ cũng lượng thứ vì với xã hội nó có cái khác đi một chút, thông thoáng hơn một chút. Thế đâm hôm nay là xin phép được các cụ, mẹ cháu cũng đưa cháu về nhà chồng, bố cháu cũng đưa cháu về nhà chồng. Đấy là một cái điều nó cũng rất là có cái thông thoáng hơn. Thế mong được các cụ lượng thứ và sang đến đây nhà gái chúng tôi được các cụ bên nhà trai đón tiếp một cách nồng hậu, nhiệt tình, hoan hỉ. Chúng tôi không biết nói gì hơn. Và cái giờ phút này chúng tôi xin thay mặt anh trai tôi và sẽ trao lại cho cháu giờ phút này là con cháu của các cụ trong nội tộc của gia đình. Thế và cũng mong các cụ các ông bà thương các cháu vì cháu nó còn ít tuổi, muốn gì thì gì, công việc còn nhiều cái vụng về, nhiều cái chưa biết, mong được các cụ yêu ái bảo ban các cháu thêm. Và một lần nữa chúng tôi xin kính chúc họ nhà trai dồi dào sức khỏe, chúc các cụ thượng thọ, chúc đại gia đình mình an lành hạnh phúc, chúc các cháu trẻ được nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Thì như thế con tầm cùng ăn một lá thì cùng nằm một nong, mà đôi ta thì như thế con ong, con cuốn, con quýt, con trong con ngoài, mà đôi ta thì như cúc mới quy, như kim mới chỉ, xe đi cho liền. Và vừa rồi chúng ta vừa đến với những lời phát biểu chào dâu của một vị đại diện đến từ gia đình họ nhà gái. Một lời phát biểu tuy không ngắn, không dài, không nhiều nhưng hay, thay lời cho gia đình cũng như nói đỡ lời cho cô dâu và chú rể. Xin được kính chúc bác luôn có nhiều niềm vui và sức khỏe trong cuộc sống. Và bây giờ chúng ta có thể tự hỏi rằng ai sinh ra cỏ ngọt cho mỏi cánh ong vàng, ai sinh em đẹp thế cho lòng anh xới sang. Và nhà gái ta đã phát biểu rồi, nhà trai ta cũng phải đỡ lời dăm câu, để cho bên rể bên dâu, để cho hai họ được về lâu về dài. Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời một vị đại diện đến từ gia đình họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu cảm tạ tới toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, công các bà, và đồng thời không biết nói gì hơn hết, trước tiên chúng tôi xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái đã trao cho chúng tôi dâu từ bên nhà ta và đưa cháu, kể cả bố cả mẹ cũng như ông bên đại diện họ nhà gái đã nói cái này thì cả hai gia đình đều có bố có mẹ đi đón nàng dâu, không có một vấn đề gì gọi là cổ xưa, và điều này rất nhiệt liệt hoan hô. Xin một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan hô. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, khao khát trăm năm mãi đợi chờ thì đến hôm nay không phải trong mơ là sự thật, các cháu đã thành vợ thành chồng và được hai họ bên nội bên ngoại cũng nhà trai nhà gái đã chứng kiến. Và cái thứ nhất là được chính quyền địa phương cũng như hai cháu và được sự yêu ái của bên gia đình ông bà nội ngoại cũng như bên bố mẹ cô gái sinh ra cháu, và cũng nhờ phúc ấm để ra cháu Thảo và cháu Đạt được làm dâu là con của các cụ, không các bà không biết nói gì hơn hết. Tôi cũng chỉ biết rằng mong các cháu sống yên vui mạnh khỏe mà làm theo những lời cũng như ông trẻ vừa nói để mà tạo làm sao một hạnh phúc bền vững và một mối thông gia bền vững đẹp mãi. Và đồng thời cũng sự mong muốn làm sao các cháu làm ăn một cái nền kinh tế, tạo dựng một cái tương lai thật đẹp đẽ. Và trước khi dừng lời không biết nói gì hơn hết, xin cảm ơn và sự nhiệt thành của các học vị bên họ nhà gái đã đưa cháu về bên nhà tôi. Xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay.
chúng ta đã yêu nhau nồng nàn, nhưng lấy gì để minh chứng con tim? Anh hứa đi, anh hứa với em một lời, dù chỉ một lời để em vững lòng hơn. Em chớ lo chi, trái tim anh luôn một lòng, không bao giờ lại đôi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cùng biển khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em. Tại đây có mặt trong căn phòng ấm cúng này chỉ có một lý do duy nhất, đó là chúc mừng cho ngày hạnh phúc của chú rể Quang Đạt sánh duyên cùng cô dâu Phương Thảo. Sự hiện diện của toàn thể quý vị chính là những tình cảm nồng ấm mà toàn thể quý vị đã dành tặng cho đại gia đình, cũng như là để chúc phúc dành cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Cũng như sự hiện diện của toàn thể quý vị đã tạo nên một bầu không khí sang trọng và ấm cúng hơn rất nhiều tại khán phòng tiệc cưới của Tư Gia Hoàng Nha Trai trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa được thay lời cho công ty tổ chức sự kiện Thanh Hương, thay lời cho cô dâu và chú rể cùng hai bên gia đình, xin được chân thành cảm ơn lòng nhiệt thành của toàn thể quý vị. Và lời nói đầu tiên cho phép Minh Hải và Thanh Hằng được thay lời cho công ty tổ chức sự kiện Thanh Hương, thay lời cho hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể, xin được gửi tới toàn thể quý vị.
một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Quý vị thân mến, yêu và được yêu là một trong những tình cảm thiêng liêng và hạnh phúc nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Và để rồi, điểm đến của một tình yêu đẹp chính là sự gắn kết của hai tâm hồn, của hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập. Và ngày hôm nay đây, quý vị có mặt tại đây, có mặt trong căn phòng ấm cúng này, chỉ có một lý do duy nhất, đó là chúc mừng cho ngày hạnh phúc của chú rể Quang Đạt, sánh duyên cùng cô dâu Phương Thảo. Sự hiện diện của toàn thể quý vị chính là những tình cảm nồng ấm mà toàn thể quý vị đã dành tặng cho đại gia đình, cũng như là để chúc phúc dành cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được cùng giới thiệu đến toàn thể các quý vị khách quý, cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc nhất, hoàn hảo nhất trong ngày vui hôm nay, chú rể Quang Đạt sánh duyên cùng cô dâu Phương Thảo. Quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng nhé. Quý vị thân mến, chú rể Quang Đạt và cô dâu Phương Thảo đang cùng nắm tay nhau đi trong ngày vui, ngày cưới hạnh phúc nhất của cuộc đời mình, những bước đi hạnh phúc gia đình đầu tiên, và đã hiện diện cùng trên sân khấu để cùng hiện diện và ra mắt đến toàn thể các quý vị khách quý đang tham dự trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, trên sân khấu lúc này là sự hiện diện của anh gương mặt sáng giá nhất, hạnh phúc nhất, lộng lẫy nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, chú rể Quang Đạt, cô dâu Phương Thảo xin phép được cúi chào ra mắt tất cả để quý vị. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đi ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chúc quý vị thân mến, để có được ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay, chúng ta cũng không thể quên được những công lao trời biển của những đấng sinh thành, những người đã trèo lái những con thuyền đưa hai bạn đến bến bờ của hạnh phúc. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của hai bên gia đình. Xin mời. Quý vị thân mến, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai trổ bằng cha, tần tảo sớm ôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Hiện diện ở trên sân khấu là thân sinh cùng vỡ ra cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay. Thân mến, trên sân khấu lúc này là sự hiện diện của chú rể Quang Đạt, cô dâu Phương Thảo cùng hai bên gia đình. Xin phép được cúi chào ra mắt tất cả quý vị. Xin quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt đón được không ạ? Về phía gia đình họ nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Ngô Văn Hào và bà Nguyễn Thị Huệ là thân sinh của chú rể Quang Đạt. Về phía gia đình họ nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Nhung là thân sinh của chú rể Phương Thảo, cũng xin phép được ra mắt tôi để quý vị. Và kính thưa quý vị thân mến, ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng hướng ánh nhìn của mình trở về sân khấu để đến với giây phút hạnh phúc nhất, lãng mạn nhất của cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng bước lên trước một bước, trao cho nhau vòng nhẫn cưới yêu thương. Xin mời. Nhẫn cưới, chiếc nhẫn cưới hình tròn thể hiện không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm kết thúc của tình yêu. Chúc cho hai bà sẽ luôn luôn hạnh phúc bền vững trăm năm cùng với nhau. Và xin thay các quý vị khách quý chào vào tay thật sự nhiệt hơn nữa được không ạ? Xin được kính chúc cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn, cặp đầu nghĩa phu thê. Trong giờ phút trang trọng này, hạnh phúc này, chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng quay mặt vào nhau, sẽ cùng trao cho nhau một nụ hôn của ngày cưới trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời hai bạn. Chúng tôi sẽ đếm từ 1 đến 3, quý vị sẽ cùng đổ những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. 1, 2, 3, chúc mừng. Xin được chân thành cảm ơn chú rể, xin được chân thành cảm ơn cô dâu. Tiếp nối chương trình, chúng ta xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng bước sang phía tay trái của ban tổ chức đến với thước bánh tình yêu. Xin mời hai bạn. Rất
chiếc bánh cưới hạnh phúc. Chiếc bánh cưới thể hiện cho sự ngọt ngào, thủy chung, son sắt của tình yêu mà chú rể con đạt dành cho cô dâu và ngược lại. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ cùng di chuyển sang phía tay phải của ban tổ chức đến với tháp ly tình yêu. Từ khơi nguồn dòng thác sông banh, khơi nguồn yêu thương trong hạnh phúc hứa đôi. Dòng thác sông banh đang cuồn cuộn chảy ngược trên các suối nguồn yêu thương của một cặp đôi bạn trẻ. Tình yêu mãi đi mãi liền, đứa sẽ bên nhau mãi không rời. Quý vị thân mến, em là một chén rượu đầy, anh chưa mất miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu tay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Trên sân khấu lúc này chú rể Quang Đạt, cô dâu Phương Thảo họ nắm tay trong tay rót ra những ly rượu hồng của ngày cưới, những ly rượu của tình yêu và hạnh phúc. Chắc chắn chú rể Quang Đạt, cô dâu Phương Thảo sẽ có một tương lai tươi sáng. Đẹp bởi màu hồng, mà tình yêu thì đẹp bởi tấm lòng thủy chung. Bởi vậy mà phòng hoa áo cưới hôm nay chiếc sông chi hỉ là niềm vui gấp bội, lại có đôi cô tung cánh giữa trời như hai bạn của một tình duyên trẻ sánh vai nhau đi xây đắp cuộc đời. Xin được chân thành cảm ơn chú rể, xin được chân thành cảm ơn cô dâu. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng nâng những ly rượu hiếu thảo lên những đấng sinh thành, những người đã trèo lái những con thuyền đưa hai bạn đến bến bờ của hạnh phúc. Xin mời cô dâu sẽ cùng nâng rượu lên bố mẹ chồng. Xin mời chú rể sẽ cùng nâng rượu lên bố mẹ vợ. Xin mời hai bạn. Chú rể Quang Đạt và cô dâu Phương Thảo đang cùng nâng những ly rượu hiếu nghĩa lên cha mẹ thân sinh của mình. Và kể từ giờ phút này trở đi, chú rể Quang Đạt đã có thêm một bố một mẹ để phụng dưỡng sau này. Và cô dâu Phương Thảo cũng đã có thêm một bố một mẹ nữa để cùng chăm sóc và phụng dưỡng sau này. Và xin quý vị hãy cùng nổ những tràng pháo tay thật tuyệt vời, thật giòn giã, thật nồng nhiệt hơn nữa để chúc mừng cho đại gia đình của chúng ta ngày hôm nay, được không ạ? Và kính thưa quý vị thân mến, để liên tục chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình của cô dâu chú rể sẽ cùng chạm ly nhau để thắt chặt tình thông gia. Thay lời cho công ty tổ chức sự kiện Thanh Hương, thay lời cho ban tổ chức xin được kính chúc hai bên gia đình thì thông gia đoàn kết. Chúc cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Sau đây xin được kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng khoác tay nhau uống ly rượu ra môi. Xin được chúc mừng hai bạn. Và kính thưa quý vị thân mến, từ ngày hôm nay, chú rể Quang Đạt, cô dâu Phương Thảo, họ chính thức nên vợ thành chồng. Họ sẽ cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió trong gai của cuộc sống để đến với một mái ấm gia đình, tình yêu và hạnh phúc. Và kính thưa quý vị thân mến, một lần nữa được thay lời cho gia đình cũng như nói đến lời cho cô dâu và chú rể, xin được chân thành cảm ơn lòng nhiệt thành của toàn thể quý vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình đã cùng trở về đây cùng chứng kiến câu chuyện tình trăm năm của cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Sự hiện diện của toàn thể quý vị đã tạo nên một bầu không khí sang trọng và ấm cúng hơn rất nhiều tại khán phòng tiệc cưới của Tư Gia Hoàng Nhà Trai trong buổi chiều ngày hôm nay. Thay lời cho công ty tổ chức sự kiện Thanh Hương, xin được chân thành cảm ơn lòng nhiệt thành của toàn thể quý vị. Quang Đạt và cô dâu Phương Thảo sẽ còn kéo dài rất nhiều. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng đến lại sân khấu để đến với chương trình Live Show Hòa Nhạc để chúc mừng hạnh phúc dành cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, trong buổi chiều ngày hôm nay rất đặc biệt, tại quê hương của chúng ta sẽ diễn ra một chương trình hết sức đặc biệt.
để chúc mừng hạnh phúc dành cho cô dâu và chú rể. Đó một chương trình game show rất vui vẻ và để tiếp đón tất cả quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Một chương trình đặc biệt chỉ có đám cưới của chú rể. Và kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chắc chắn là một ngày rất đặc biệt, và ngày hôm nay chỉ có ngày hôm nay thôi, tại Thạch Xá sẽ diễn ra một chương trình hết sức đặc biệt do công ty tổ chức sự kiện Thanh Hương gửi tặng đến toàn thể quý vị. Người chiến thắng trong phần chơi này sẽ giành được nhờ những phong bì của cô dâu chú rể. Sẽ mô là một game show có tên là Ai thông minh hơn học sinh lớp mẫu giáo. Sao phải xuống ạ? Thì chẳng nhẽ mình không thông minh hơn học sinh lớp mẫu giáo? Thông minh quá. Kính thưa quý vị thân mến, game show này có tên Ai thông minh hơn học sinh lớp mẫu giáo. Luật chơi như sau ạ. Quý vị sẽ cùng trả lời câu hỏi của MC đưa ra trong vòng 5 giây. Trả lời đúng ở lại vào vòng chung kết, trả lời sai về chỗ thu dọn hành lý về quê luôn. Ok chưa ạ? Trong vòng 5 giây, các anh chị sẽ cùng nhún nhảy theo MC và điệu nhạc. Ok, âm nhạc ạ. To lên ạ. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để game show Ai thông minh hơn học sinh lớp mẫu giáo xin phép được bắt đầu. Xin chào mừng tất cả các anh chị đến với game show Ai thông minh hơn học sinh lớp mẫu giáo. Xin một tràng vỗ tay. Vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Nào, anh chị sẽ cùng làm theo MC nhá. Ok, nào, ok. Mình nhún đi ạ. Nhún mạnh lên. Mình nhún nào. Mình nhún. Mình lắc nào. Mình lắc. Mình xoay nào. Xoay đi mấy bà này, bà béo này, xoay đi. Ôi ơi, bà muốn nhận thông minh không? Thế thì xoay đi. Nào, ok. Mình nhún nào. Mình nhún. Mời chị lên đây. Xin mời ạ. Nào, mình nhún một tí nhá. Ok, nào. Mình nhún nhỏ một nhạc một tí ạ. Mình nhún mạnh lên. Mình nhún nào. Mình nhún. Chị tên là gì? Những người tên Trang thường rất xinh gái, và những người xinh gái thường hay trả lời sai. Một câu hỏi đầu tiên dành cho chị như sau: khi nào 1 cộng 1 thì bằng 3, 5, 4, 3, 2, 1 trả lời. Khi nào? Về chỗ ạ. Khi nào 1 cộng 1 thì bằng 3? Ai tương tác trả lời đúng phố qua? Cô dâu hoàn toàn chính xác. Khi làm toán sai thì chỉ có 1 cộng 1 bằng 3 thôi ạ. Hợp lý không quý vị? Hợp lý, vỗ tay thật lớn đấy quý vị ơi. Ok, em mời anh cao to đẹp trai. Rồi mình nhún một tí anh nhá. Rồi, ok, nào. Mình nhún ạ. Mình nhún, ui ạ. Mình lát nào. Mình lát. Một câu hỏi tiếp theo dành cho anh như sau. Rất dễ. Lịch gì là lịch dài nhất? 5, 4, 3, 2, 1 trả lời. Sự hoàn toàn chính xác, đó là câu hỏi nháp. Nháp. Một câu hỏi tiếp theo dành cho anh như sau. Có một anh da đen cưới người phụ nữ da trắng, hỏi mới sinh ra con của họ có răng màu gì? 5, 4, 3, 2, 1 trả lời. Răng màu trắng. Xin chúc mừng, vỗ tay được rồi. Về chỗ trả lời sai. Có một anh da đen cưới người phụ nữ da trắng, hỏi mới sinh ra con của họ có răng màu gì nữa quý vị ơi? Màu gì ạ? Màu gì? Trả lời đúng có quà. Chú thầy biết không? Không có răng, hoàn toàn chính xác, mới sinh ra chưa có răng. Vỗ tay quý vị ơi. Rồi, bà này, bà chơi bài này. Rồi, mình nhún một tí nhá. Mình nhún nào. Bà này cứ nhún cứ giật nhỉ. Nào, mình nhún nào. Mình nhún. Mình xoay nào. Mình xoay. Một câu hỏi tiếp theo dành cho chị như sau. Yêu cầu không nhắc. Có 3 cô gái vào trong một quán kem à. Một cô là muốt kem này, một cô là liếm kem này, một cô là cắn kem này. Hỏi cô nào đã có chồng? 5, 4, 3, 2, 1 trả lời. Có 3 cô gái vào trong một quán kem này. Một cô là cắn kem này, một cô là liếm kem này, một cô là mút kem này. Hỏi cô nào đã có chồng? Ai biết ạ? Ở đây có ai biết không? Cô đeo nhẫn ạ. Hoàn toàn chính xác. Tay cô nào đeo nhẫn thì có chồng. Cắn mút chả liên quan. Thôi, bà này có vẻ thông minh. Bắt đầu nhá. Thôi, tao mình nhún một tí nhá. Mình nhún mạnh lên. Cô đeo nhẫn mạnh. Mình nhún
nhún nào, mình nhún nhún nhún. Một câu hỏi tiếp theo dành cho chị như sau: có một người bộ đội đeo ba lô bộ đội, mặc chiếc quần bộ đội, mặc chiếc áo bộ đội, quần đi giày bộ đội, chiếc mũ bộ đội, nhưng tại sao không gọi là chú bộ đội? 5 4 3 2 1 trả lời. Là sao ạ? Về chỗ, về chỗ. Có một người bộ đội đi đôi giày bộ đội, mặc chiếc quần bộ đội, mặc chiếc áo bộ đội, đôi chiếc mũ bộ đội, đeo ba lô bộ đội, nhưng tại sao lại không gọi là chú bộ đội thưa quý vị? Có ai biết không ạ? Có ai biết không? Tại sao không gọi là chú bộ đội? Em mấy anh? Anh cái đấy là nữ. Vì là nữ thì được gọi là gì ạ? Chị bộ đội. Chị bộ đội. Người ta gọi là cô bộ đội, chả ai gọi là chị bộ đội. Vâng. Ôi ôi mấy bạn này, mấy nhóc này có biết không? Rồi còn 1, 2, 3, 4, 5 toàn đẹp trai thôi. Rồi em mời anh. Rồi mình nhún một tí anh nhá. Rồi. Mình nhún 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 nào. Mình nhún nhún nhún. Anh từ, anh đến từ đâu? Em đến từ Thạch Xá. Thạch Xá là nhà trai hay nhà gái? Nhà trai. Nhà trai. Anh có tự tin là mình trả lời đúng không? 99% Một câu hỏi tiếp theo dành cho anh như sau: có một anh bù, có một anh bù đi xung quanh Thạch Xá từ sáng tới chiều, hỏi anh ấy thấy gì? 5 4 3 2 1 trả lời. Thấy gì ạ? Thấy mệt, hoàn toàn chính xác, quá đúng minh. Vào vòng chung kết. Một tay thật lớn cho bạn Đạt đúng không ạ? Được không ạ? Và ngay sau đây xin được mời chú rể sẽ có một phần quà nhỏ nhỏ dành cho người bạn của mình. Xin mời. 3 triệu. Xin mời ạ. Cho bạn này mở ra ạ. Xem có vớt vát lại đi phân bì phong bì không. 50.000 đồng, một phần quà rất nhỏ nhỏ nhưng mà vô cùng ý nghĩa từ chú rể đã dành tặng cho bạn rất nhiều. Xin nâng ly.
bên nhau đón xuân đang về.